Trước mặt chúng ta là biểu mẫu danh sách chứng từ tiếp nhận vào kế toán tài sản cố định hữu hình. Chúng ta thấy là trong ô cột đối tượng xây dựng cơ bản, nội dung không sắp xếp được hết theo chiều ngang của cột. Chương trình 1C doanh nghiệp cho phép hiển thị trong một ô của trường bảng một số dòng nội dung và bây giờ chúng ta thực hiện điều đó. Chúng ta gọi ra phần tùy chỉnh danh sách. Chọn cột đối tượng xây dựng cơ bản. Và trong trường chiều cao, chúng ta chỉ ra giá trị mới của số lượng các dòng trong ô, ví dụ 10. Chúng ta thiết lập số lượng dòng như vậy là do chúng ta không biết số lượng dòng cần thiết để hiển thị nội dung. Chúng ta nhấn nút áp dụng. Chúng ta thấy trong mỗi ô cột hiển thị 10 dòng mà không phụ thuộc là trong ô đó có dữ liệu hay không. Chúng ta tích dấu hộp kiểm chiều cao tự động. Sau đó nhấn nút áp dụng. Sau khi tích dấu hộp kiểm chiều cao tự động, các dòng trống không có nội dung sẽ không được hiển thị trong các ô. Có nghĩa là số lượng các dòng trong mỗi ô là tối ưu. Chúng ta chỉ nhấn nút lệnh áp dụng sau khi đã thiết lập giá trị trong trường chiều cao đối với mục đích đào tạo để trình bày kết quả trung gian. Trước mặt chúng ta là biểu mẫu danh sách chứng từ giao hàng và cung cấp dịch vụ. Trình tự nối tiếp của các cột trong danh sách, phần hiển thị chúng cũng như nhiều tham số khác của danh sách có thể được tùy chỉnh. Chúng ta mở hộp thoại tùy chỉnh danh sách. Việc tùy chỉnh cột được thực hiện tại thẻ cột. Trình tự nối tiếp của các cột trong danh sách được thiết lập bằng nút lệnh có hình mũi tên. Ví dụ, chúng ta sắp đặt cột đối tác trước cột dạng giao dịch. Nhấn nút áp dụng. Vị trí của cột thay đổi theo tùy chỉnh đã thực hiện. Nếu cần ẩn cột thì cần bỏ dấu hộp kiểm bên trái tên gọi của cột đó. Ví dụ, nếu cột doanh nghiệp chỉ có một pháp nhân thì không cần hiển thị cột doanh nghiệp. Chúng ta bỏ dấu hộp kiểm ở cột doanh nghiệp. Nhấn nút áp dụng. Bây giờ cột doanh nghiệp trong danh sách sẽ không được hiển thị. Bằng trường chọn vị trí, có thể tùy chỉnh vị trí của các cột với nhau một cách tương đối. Đối với cột dạng giao dịch, chúng ta chọn vị trí trên dòng kế tiếp. Nhấn nút áp dụng. Chúng ta thấy là dữ liệu của cột dạng giao dịch bây giờ được sắp xếp trên dòng tiếp theo dưới dữ liệu của cột đối tác. Đối với cột thành tiền, chúng ta chọn vị trí trong chính cột đó. Nhấn nút áp dụng. Dữ liệu của cột thành tiền được sắp xếp trong chính cột đó và cột trước là dạng giao dịch. Chúng ta chuyển đến thẻ phần khác. Nếu đặt dấu hộp kiểm phục hồi lại vị trí khi mở ra, thì sau khi mở lại danh sách, dòng đang hiện sẽ là dòng lúc đóng danh sách. Sau khi chọn giá trị tương ứng trong trường, khi mở ra thì chuyển đến đầu danh sách hoặc cuối danh sách là dòng sẽ hiện ra sau khi mở danh sách. Chúng ta chọn giá trị khi mở ra thì chuyển đến cuối danh sách. Trong nhiều trường hợp, tùy chỉnh này rất hữu ích. Tùy chỉnh trường tự động cập nhật dữ liệu được dùng để làm việc ở chế độ nhiều người sử dụng. Mục đích của việc tùy chỉnh này là đảm bảo cập nhật dữ liệu vào danh sách với kỳ đã định. Tùy chỉnh này chỉ nên sử dụng đối với các biểu mẫu riêng trong danh sách mà có nhiều người sử dụng cùng làm việc và kết quả công việc của họ phải được hiển thị ngay. Trên thực tế, tình huống này thường ít gặp, nên việc tùy chỉnh tự động cập nhật thường không cần thiết. Cập nhật dữ liệu trong danh sách cũng có thể thực hiện ở chế độ thủ công. Bây giờ, chúng ta chuyển sang thẻ cột. Để khôi phục trình tự cột theo mặc định, được xem xét khi tạo dựng giải pháp ứng dụng, chúng ta nhấn nút tùy chỉnh chuẩn. Sau đó nhấn nút áp dụng.
Để cập nhật danh sách thủ công khi làm việc ở chế độ nhiều người sử dụng, có thể sử dụng nút lệnh trên thanh lệnh của biểu mẫu cập nhật danh sách hiện thời, hoặc bằng cách sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift R. Bây giờ chúng ta sẽ đóng biểu mẫu danh sách chứng từ, sau đó lại mở lại biểu mẫu đó. Nhấn phím Escape để đóng biểu mẫu danh sách. Chúng ta mở biểu mẫu danh sách chứng từ, giao hàng và cung cấp dịch vụ. Chúng ta thấy là dòng cuối cùng của danh sách là dòng đang hiển thị. Trình tự sắp xếp các cột có thể thay đổi một cách thủ công. Chúng ta đặt con trỏ chuột vào tiêu đề của cột kho bãi, nhấn và giữ chuột trái, kéo tiêu đề đến chỗ khác. Mũi tên màu đỏ theo chiều dọc chỉ cho chúng ta biết vị trí mới của cột. Chúng ta thả chuột trái và thấy vị trí mới của cột. Chúng ta có thể đưa ra danh sách dưới dạng văn bản thuần hoặc văn bản dạng bảng. Chúng ta tùy chỉnh việc đưa ra các cột. Chúng ta bỏ dấu hộp kiểm, ví dụ trong trường, hình vẽ, kế toán thuế, người lập và ghi chú. Danh sách cũng có thể in, cũng có thể lưu để làm việc tiếp theo. Bây giờ chúng ta mở chứng từ, giao hàng và cung cấp dịch vụ. Con trỏ nằm ở ô bất kỳ trong trường bảng. Chúng ta gọi ra menu nóng bằng chuột phải và chọn mục tùy chỉnh danh sách. Cửa sổ tùy chỉnh danh sách của trường bảng chứng từ rất giống với cửa sổ tùy chỉnh danh sách chứng từ, nhưng cũng có một số khác biệt. Ở một số cột, chính xác là cột mặt hàng, số lượng, thành tiền và một loạt các cột quan trọng khác, thì theo quan điểm của người thiết kế, không được tắt phần hiện hình. Chính vì vậy mà nó luôn hiển thị trong danh sách. Danh sách của trường bảng cũng có thể được đưa ra dưới dạng văn bản thuần hoặc văn bản dạng bảng. Ngoài ra, cũng có thể tùy chỉnh biểu mẫu danh sách danh mục theo sở thích của người sử dụng.